Bây giờ chúng ta vào phần dành riêng cho các thí sinh học theo chương trình phân ban. Trước hết chúng ta xét câu 6B. Câu 6B gồm có hai phần. Phần thứ nhất là bài hình học giải tích phẳng. Cho parabol P y bình phương bằng 8x và một đường thẳng delta di động luôn đi qua tiêu điểm F của parabol P, và giả sử delta cắt P tại hai điểm phân biệt M và N, chứng minh rằng khi delta di động và thỏa mãn điều kiện trên thì đường tròn đường kính MN luôn luôn tiếp xúc với một đường thẳng cố định. Thế thì chúng ta có thể thấy ngay như thế này: parabol y bình phương bằng 8x, tức là nó sẽ có dạng y bình phương bằng 2px, và do đó ta có 2p thì bằng 8. Vậy tham số tiêu của parabol là p sẽ bằng 4. Vì thế cho nên ta sẽ suy ngay ra tiêu điểm của parabol thì nó có dạng là 0p/2, và ở trong trường hợp này nó có dạng là 0,2. Và chúng ta thấy rằng lúc bây giờ đường chuẩn của parabol, tức là x bằng trừ p/2, cụ thể đây sẽ là x bằng trừ 2. Và như thế chẳng hạn đây parabol của chúng ta có dạng. Đầu bài cho một đường thẳng delta luôn luôn đi qua tiêu điểm F của parabol và luôn luôn cắt parabol tại hai điểm MN, chứng minh rằng khi delta di động thì mọi đường tròn đường kính MN luôn luôn tiếp xúc với lại một đường thẳng cố định. Thế trước hết ta kẻ MM phẩy và NN phẩy là vuông góc với lại đường chuẩn MM phẩy và NN phẩy đều vuông góc với đường chuẩn. Ở đây đường chuẩn tức là đường x bằng -2. Theo định nghĩa của parabol thì parabol là quỹ tích của những điểm mà cách đều một đường thẳng cố định, tức là đường chuẩn và tiêu điểm, cho nên ta có MM phẩy thì bằng MF và ta có NN phẩy thì bằng NF. Từ đó ta có MM phẩy cộng NN phẩy chính là bằng MF cộng NF chính là bằng MN, hay là ta có MM phẩy cộng NN phẩy trên 2 thì bằng MN trên 2. Nhưng mà như các bạn biết, hình MM phẩy N là hình thang, cho nên MM phẩy cộng với NN phẩy chính là đường tổng hai cạnh đáy, cho nên sẽ bằng đường trung bình chia 2 chính là đường trung bình, tức là nếu ta gọi cái này là EG. Thế thì từ đây ta sẽ suy ra ta có cái này là EG MM phẩy cộng NN phẩy trên 2 chính là bằng EG bằng MN trên 2. Điều đó chứng tỏ rằng nhưng mà đường tròn đường kính MN sẽ có tâm là Y, mà vì EG bằng MN trên 2 cho nên EG chính là bán kính của đường tròn. Điều đó có nghĩa là đường tròn đường kính MN luôn luôn tiếp xúc với x bằng -2. Kết luận là mọi đường tròn đường kính MN luôn luôn tiếp xúc với đường thẳng x bằng -2, tức là luôn luôn tiếp xúc với lại đường chuẩn của parabol, và rõ ràng đường chuẩn của parabol này cố định, không phụ thuộc vị trí của delta, và như vậy chúng ta đã giải xong. Ta nhận xét rằng để giải bài toán này chúng ta chỉ cần biết đến định nghĩa hình học của parabol. Xin nhắc lại, parabol là quỹ tích của những điểm mà khoảng cách từ nó tới một điểm cố định và một đường thẳng cho trước là bằng nhau. Điểm cố định như các bạn biết, đấy chính là tiêu điểm của parabol, và đường thẳng cho trước chính là đường chuẩn của parabol. Và chúng ta đã giải xong bài toán. Và bây giờ chúng ta vào phần 2 của câu 6B, đấy là bài tập về hình học không gian. Bây giờ ta vào phần 2 của câu 6B, nội dung của nó như sau. Trong không gian cho hai hình cầu thứ nhất F1 x bình cộng y bình cộng z bình trừ 2z bằng 0, và hình cầu thứ hai F2 là x bình cộng y bình cộng z bình trừ 4y bằng 0. Câu hỏi thứ nhất, bài toán đòi hỏi chứng minh rằng hai hình cầu này cắt nhau. Thế thì ta sẽ viết lại F1 dưới dạng sau đây, các bạn đều biết, tức là x bình cộng y bình cộng với lại z trừ 1 bình phương bằng 1. Và từ đó ta thấy ngay F1 là hình cầu, tâm là điểm Y1 0,0,1 và với bán kính R1 bằng 1. Còn F2 dễ dàng viết lại dưới dạng là x bình cộng y bình cộng z trừ 2 bình phương bằng 4, và do đó F2 là hình cầu tâm tại điểm Y2 đây là z, còn đây là y. Vậy nó là hình cầu tâm là điểm 0,2,0 và bán kính R2 bằng 2. Như các bạn biết, hai hình cầu, ví dụ đây là hình cầu F1, rồi chúng ta lại có hình cầu nữa, hình cầu F2. Thế thì chúng ta có thể thấy ngay, để chứng minh rằng hai hình cầu cắt nhau theo vị trí tương đối của hai hình cầu thì chúng ta cần phải xác lập cái bất đẳng thức sau đây. Ta biết rằng R1 cộng R2 sẽ bằng 3, R2 trừ R1, ở đây R2 lớn hơn R1 bằng 1. Còn khoảng cách hai tâm Y1, Y2 các bạn có thể thấy ngay, khoảng cách giữa hai điểm này tức là căn bậc 2 của 0 bình phương, 2 bình phương cộng 1 bình phương bằng căn 5. Rõ ràng ta có căn 5 thì nhỏ hơn 3, lớn hơn 1, tức là ta có Y1, Y2, khoảng cách giữa hai đường nối tâm thì nhỏ hơn tổng 2 bán kính và lớn hơn hiệu 2 bán kính. Ở đây hiệu ta nói là bán kính lớn trừ bán kính, hình cầu có bán kính lớn trừ bán kính nhỏ. Và theo vị trí tương đối của hai hình cầu, nếu thỏa mãn thế này thì hai hình cầu sẽ cắt nhau. Mà hai hình cầu mà đã cắt nhau, như các bạn đã biết ở trong phần hình học không gian, thì hai hình cầu đó phải cắt nhau theo một giao tuyến là đường tròn. Vậy nếu ta gọi C là đường tròn giao tuyến, chúng ta chuyển ngay sang câu B. Câu B đòi hỏi là tìm tọa độ tâm và bán kính của đường tròn giao tuyến. Thế thì chúng ta có thể thấy ngay, nếu ta gọi C là hình tròn giao tuyến, tức là C thỏa mãn đồng thời hai phương trình x bình phương cộng y bình phương cộng z bình phương trừ 2z bằng 0, và x bình phương cộng y bình phương cộng z bình phương trừ 4y bằng 0. Vậy từ đây ta sẽ suy ra là những điểm thỏa mãn C thì phải thỏa mãn hiệu hai cái, tức là ta sẽ có ngay, tức là 4y trừ 2z bằng 0, tức là suy ra cái này tương đương với lại 2y trừ z bằng 0. Như vậy cái nào thỏa mãn C thì phải thỏa mãn cái này. Như các bạn biết rồi, đây chính là một mặt phẳng. Như vậy C đó là đường tròn, và đường tròn giao tuyến này thì nằm ở trên mặt phẳng. Ta gọi mặt phẳng này là mặt phẳng P2I - Z = 0. Theo như hình học không gian thì ta sẽ có ngay khi đó I1, I2 sẽ vuông góc với mặt phẳng P, và I1, I2 cắt P ở điểm I ở đâu thì đó chính là tâm của đường tròn giao tuyến. Vậy để xác định tâm của đường tròn giao tuyến, ta chỉ cần viết tìm giao điểm của I1, I2 với lại mặt phẳng P. Thế thì ta sẽ có ngay vector chỉ phương của I1, I2. Biết I1, biết I2 thì các bạn biết ngay vector chỉ phương của nó sẽ là 0, 2, -1. Và ngoài ra nó đi qua chẳng hạn điểm I1. Vậy đường thẳng nối hai tâm I1, I2 có phương trình tham số như sau: x = 0, y sẽ bằng 2t đi qua điểm này chẳng hạn, và z chính là bằng 1 - t. Sau đó để tìm giao điểm của I1 và I2 thì các bạn chỉ cần thế cái này vào phương trình của P. Vậy ta có, nếu ta gọi Y là tâm đường tròn giao tuyến thì vì Y là giao của I1, I2 với P, cho nên ta dẫn đến phương trình sau đây: 2Y của chúng ta tức là 4T trừ đi Z 1 - t bằng 0, và chúng ta giải cái này ra, ta có t thì bằng 1/5. Ta biết t bằng 1/5, vậy kết quả điểm y phải tìm sẽ có tọa độ là 0, t là 1/5 tức là 2/5, 4/5. Đây chính là tâm của đường tròn. Ngoài ra chúng ta có thể tính được bán kính. Cụ thể bán kính của nó rất là dễ, nếu ta gọi R nhỏ là bán kính của nó thì ta sẽ có R chẳng qua chính là bằng căn bậc 2 của R1 bình phương trừ đi I1 y bình phương. R1 biết rồi và y cũng biết rồi, từ đó ta có thể tính được ngay. Các bạn có thể thấy R1 của chúng ta là bằng 1, và cái này các bạn tính ra nó là 1/5. Vậy đáp số của chúng ta sẽ là bằng căn của 4/5 tức là 2 căn 5/5. Đây là bán kính của đường tròn giao tuyến, và chúng ta như thế là đã giải xong câu 6B. Vậy để làm bài này thì bài toán hết sức đơn giản. Các bạn chỉ cần lại nhớ lại vị trí tương đối giữa hai mặt cầu. Nó cũng vừa na ná giống như vị trí tương đối giữa hai hình tròn mà các bạn đã biết từ cấp 2. Ngoài ra chỉ nhớ rằng khi hai hình cầu mà cắt nhau thì đường tròn giao tuyến sẽ có tâm chính là giao điểm của đoạn nối tâm của hai hình cầu và mặt phẳng chứa đường tròn giao tuyến. Và từ đó chúng ta dùng những các kết quả về đường thẳng và mặt phẳng có thể giải dễ dàng bài tập trên. Chúng ta kết thúc câu 6B và bây giờ vào câu 7B, phần cuối của bài thi dành cho học sinh học theo chương trình phân bản.